Hollywood vốn được biết đến là kinh đô điện ảnh của thế giới. Bởi vậy mà được đóng phim do Hollywood sản xuất là một điều rất đáng tự hào và diễn viên đó phải có đủ thực lực thì mới được chọn. Ở Việt Nam thì rất hiếm diễn viên được đóng phim Hollywood. Trong số ít đó có Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên Việt Nam đã xuất hiện ở 5 bộ phim do Hollywood sản xuất tính đến hiện tại. Và dù chỉ là vai phụ, tuy nhiên đây vẫn là thành tích đáng nể của đà nữ Việt này. Hãy cùng Blog Giải Trí xem đó là những bộ phim nào các bạn nhé. 1. Bộ phim The Princess năm 2022. Đây là bộ phim Hollywood mới nhất có sự góp mặt của Ngô Thanh Vân. Ngày 3 tháng 6, thì ekip sản xuất của bộ phim The Princess bất ngờ tung ra trailer với hình ảnh của Ngô Thanh Vân xuất hiện ở giây thứ 47. The Princess là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn Kiệt do 20th Century Studio đầu tư sản xuất và được nền tảng xem phim trực tuyến Hulu của hãng Disney phát hành. Bộ phim kể về Zhou Qing là một nàng công chúa gan dạ, đã từ chối lấy một kẻ độc ác còn mắc chứng bệnh chống đối xã hội. Rồi nàng bị bắt cóc và nhốt vào trong các tòa tháp ở cung điện của cha mình. Lúc này thì nàng phải tìm mọi cách để thoát khỏi tòa tháp và quay về cứu lấy vương quốc của mình. Và trên hành trình gian nan này, nàng công chúa phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù gian xảo và độc ác. Trong phim thì Ngô Thanh Vân đóng vai chiến binh gốc Á là một trong những cộng sự của Zhou Qing. Trong bộ đồ đơn giản, đậm chất Á Đông, Ngô Thanh Vân một lần nữa khiến khán giả đầy sự bất ngờ vì sự xuất hiện không hề báo trước nay. 2. Bộ phim The August năm 2020. Được ra mắt vào tháng 7 năm 2020, bộ phim The August do Charlie Theron vào vai chính có nội dung xoay quanh một nhóm những chiến binh bất tử phải tìm cách sinh tồn trong thế giới hiện đại. Trong phim thì Ngô Thanh Vân cũng không xuất hiện nhiều, nữ diễn viên đóng vai Quỳnh, bạn chiến đấu của nữ thủ lĩnh mạnh mẽ Andromeda do Charlie Theron thủ vai. Tuy nhiên, nhân vật Quỳnh không có cái kết tốt đẹp khi cô bị nhốt vào quan tài sắt và thả xuống biển. Nhân vật này cứ thế sống, chết rồi tái sinh trong đau đớn. Và theo như chuyện gốc thì nhân vật Ngô Thanh Vân đóng vốn là người Nhật. Tuy nhiên, khi nhận được vai thì Ngô Thanh Vân đã xin ekip cho đổi tên nhân vật thành Quỳnh, tên của người Việt Nam. Và may mắn, yêu cầu này của đà nữ đã được chấp nhận. Và sau khi đóng xong giữa August phần đầu, cô cũng công khai thông tin là được mời tham gia tiếp bộ phim Hollywood The August phần thứ 2, dự kiến bấm máy trong năm 2022 này. 3. Bộ phim Da Phai Blood. Trong bộ phim Hollywood này, đàn nữ Ngô Thanh Vân đóng vai Hà Nội Hana. Nhân vật này cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong phân cảnh về ký ức vụn vỡ của các cựu chiến binh da màu. Và theo thông tin từ ekip sản xuất phim, thì phân cảnh hồi tưởng được thể hiện như là nỗi ám ảnh, cũng như chứa đựng sự hoài nghi về những gì cựu chiến binh đã trải qua trong quá khứ. Ngô Thanh Vân được tạo hình mặc áo dài, uốn tóc xoăn tít. Cô thể hiện hình ảnh một cô gái thời xưa. Tạo hình cũng như diễn xuất của Ngô Thanh Vân từng được The Guardian and The Esquire khen ngợi. Dẫu vậy, sau khi ra mắt, Da Phai Blood lại nhận phản hồi trái chiều từ khán giả. Nhiều ý kiến khen rằng bộ phim Hollywood này mang tính thời sự và hấp dẫn. Dẫu vậy, cũng có không ít người chê bai bộ phim vì thể hiện góc nhìn lạc hậu. 4. Bộ phim Bright năm 2017. Bộ phim này nằm trong dự án Original Movie của nền tảng phát hành phim trực tuyến Netflix. Và trong bộ phim Hollywood Bright, Ngô Thanh Vân đóng vai Tiên, một sát thủ phục vụ cho nhân vật phản diện tên là Layla do Naomi Rapace thủ vai. Và cũng như các dự án phim Hollywood khác, Ngô Thanh Vân xuất hiện không nhiều ở trong Bright. Tuy nhiên, đàn nữ Việt vẫn kịp để lại ấn tượng với những màn đánh đấm, phi thân, nã súng dữ dội. Bộ phim Hollywood này có chi phí đầu tư lên đến 90 triệu USD do Will Smith đóng chính. Bộ phim thuộc thể loại hành động giả tưởng. 5. Bộ phim Star Wars The Last Jedi. Star Wars The Last Jedi là tác phẩm mang tầm Hollywood đã được quảng bá rầm rộ nhất mà đàn nữ Ngô Thanh Vân từng tham gia. Trong phim, Ngô Thanh Vân thủ vai Pet, chị gái của Rose Tico, do Kerry Mary Trần đóng. Nữ phi công Pet có khả năng chiến đấu, sử dụng súng rất là thuần thục. Cô được Paul Daremon do Oscar Isaac thủ vai. Phi công tài năng nhất của quân kháng chiến, trực tiếp huấn luyện. Nói về cơ duyên đóng bộ phim Hollywood Star Wars thì Ngô Thanh Vân cho biết, được chọn đóng Star Wars là điều may mắn đối với Vân, nhưng bù lại, nó cũng khiến Vân cảm thấy lo lắng nhiều. Trong 3 tháng làm việc, Vân chẳng được nói chuyện với ai ngoài đoàn phim. Dù nhận vai rồi mà cha mẹ của mình cũng không dám kể. Vân chỉ ở trong phòng, chẳng chia sẻ được với ai. Đến cả người thân, gia đình, bạn bè thân thiết cũng không được nói chuyện cùng. Đấy là quy định do Star Wars đặt ra.
Star Wars là dự án rất lớn của Hollywood, fan của bộ phim trên toàn thế giới phải nói là đạt đến con số khổng lồ. Khi được chọn tham gia dự án, Vân cảm thấy đây là một cơ hội của mình. Người châu Á đóng phim Hollywood không nhiều, chứ đừng nói tới người Việt Nam. Vậy nên việc để hoàn thành vai diễn theo yêu cầu đã đề ra thì đấy là chuyện chẳng dễ dàng gì. Dù chỉ là các vai diễn nhỏ trong các bộ phim Hollywood sản xuất, tuy nhiên Ngô Thanh Vân đã thực sự đem đến điều đáng tự hào cho điện ảnh Việt Nam.